cho năm tháng xóa mờ thương nhớ. Đêm nào trăng thề đã vàng ước hẹn đẹp lòng người đi. Em biết chăng em đã bao năm rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách chợ giờ xa xôi đôi đường. Còn thương sao là thương, nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đẹp trắng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hồ ngoài vắng lâu chiều nao, ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu em ơi chờ anh. Lòng trái đi ngàn phương, mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngự còn thông xeo chiều buồn, tôi vẫn còn thương. Về chơi thôn vị, nhìn nắng hàng câu, nắng mới lên, vườn ai mướt quá, xanh như ngọc. Lá trúc che ngang mặt chữ điền. Lòng trái đi ngàn phương, mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngự còn thông xeo chiều buông, tôi vẫn còn thương. Người ơi ruộng sâu lúa trâu đồng.
Chị hai đi chợ về chắc đói lắm đúng không em? Dạ. Giờ chờ chút xíu, chị dọn cơm cho hai em ăn nha. Chị hai ơi, nghe giọng của chị hai nói em nhớ mẹ quá à. Chị hai ơi, chừng nào mẹ mới về với chị em mình vậy chị hai? Bỏ con bơ vơ đi theo người,
cậu qua đời khi con vừa thôi nôi. Sao nhẫn tâm mở đêm con cho người, ngày qua ngày con âm thầm khôn lớn, thầm hiu một mình lay lớn giữa giờ một lần. Con gái nhớ mẹ về đây. Chị hai ở đây rồi. Cậu qua đời khi con vừa thôi nôi. Sao nhẫn tâm mở đêm con cho người, ngày qua ngày con âm thầm khôn lớn. Tuổi thương con không, nhớ mẹ ly mồ
trong những năm gần đây, hôm nay đã đổ bộ vào đất liền và gây thiệt hại nặng nề tới các tỉnh miền Trung, từ Quảng Bình tới Nghệ An. Theo thông tin ban đầu thì đã có rất nhiều ngôi nhà của người dân bị tốc mái, nhiều công trình công cộng đã không trụ được nơi tâm bão đi qua. Cơn gió
rửa giận mà thương. Thương quê nhà có mẹ, trăng khuya mãi bơ vơ với đêm dài. Xa quê vừa nổi mươi, uống chưa với suối nguồn. Lời quê chưa đứng ruộng, mận răng biết cắt cái hoa tay cho Quốc Linh và trời ơi! Trời chị Tư, chị Tư có sao không? Trời ơi chị Tư ơi, ngồi dậy coi. Đã nói bao nhiêu lần rồi, bệnh hoạn vậy mà còn làm công chuyện chi không rồi. Biết nữa. Không sao không sao, ngồi xuống, ngồi xuống đi. Nó hơi trong mặt cái xíu rồi, để tôi dọn dẹp, tôi quét cho nó sạch. Mệt quá, dọn dẹp cái gì? Chị muốn dọn dẹp quét đúng không? Để em làm cho. Cái mấy đúng cái này rồi. Để em làm. Rồi, làm đi. Nè. Bao nhiêu lần rồi chị Tư? Thôi thôi, chú ơi qua ngồi chơi được rồi, qua ngồi chơi chị. Chị Tư đi qua ngồi chơi đi. Để đi chút tôi khỏe. Trong mặt xíu không sao đâu. Sao có sao không? Nãy không thế sao, có sao không vậy? Không. Mệt ghê luôn á. Đã nói với chị bao nhiêu lần mà sao chị không có nghe lời, hai vợ chồng em gì hết trơn à. Cứ đi ra ngoài sân nè, đây này nè, đi ra ha. Rồi hú một tiếng thôi là hai vợ chồng em đi qua đây làm cho chị rồi. Ai hú? Bà hú. Hú không có nổi. Bà nghĩ làm sao vậy? Từ đây qua bên kia nguyên con sông dài vậy đó. Có bà hú thì được á. Nè chú thím á, nhớ là tôi dặn nghe không? Qua đi chơi được rồi, đừng bao giờ gọi điện thoại nói cho hai đứa nhỏ con tôi biết là tôi bệnh không? Ôi trời ơi, chị này mới vậy á, con cái cha mẹ bệnh là phải về. Mà chị yên tâm đi, chị dặn em rồi. Đừng có gọi cho đừng nó. Đừng có gọi, đúng rồi, em luôn luôn nghe lời chị, không có gọi đâu. Mới nhắn tin hôm qua. Cái gì? Chú nói thì bước ra kia. Xin lỗi chị Tư, chị Tư. Chị sốc lắm đúng không chị Tư? Bình tĩnh chị Tư. Trời ơi, chết tôi rồi. Bước ra đây. Chanh 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 quá. Để cho hai đứa nhỏ trên Sài Gòn nó lo nó ăn học đi. Thôi với chị Tư rồi chỉ buồn mình thấy chưa. Hèn chi ha ha, hôm qua cầm cái điện thoại ra cầu cá ngồi mấy tiếng đồng hồ. Mày cũng tại bà không á. Mua cái điện thoại xịn quá, có hai chữ về đây bấm tiếng hồ. Mệt quá. Đi qua kia xin lỗi chị đi, chị buồn bây giờ. Chị ơi, thôi đừng có giận em nghe chị. Không sao, không sao. Nhưng mà chị yên tâm đi, em nhắn tin mà tụi nó chưa đọc được tin nhắn. Tụi nó không có biết, không biết đâu chị. Tôi tin tưởng đâu thím đó nha, thím đừng có nói nha chú thím á. Chị biết em là uy tín lắm mà. Không có gọi nghe không? Chị Tư, mà công nhận á, mỗi lần nhắc về hai đứa nhỏ chị Tư á, nó rất là ngoan ngoãn luôn. Em nói chị nghe, hồi sáng nay nè em đi chợ để em mua thịt bò cho chị đó. Cái em livestream chị, xong cái em nói xin chào mọi người ơi, cả nhà yêu ơi. Xong cái hai đứa con gái của chị nó vô nó coi đầu tiên luôn, gặp người đó luôn hả? Lễ phép, lễ phép. Bây giờ nó dạ, con chào cô Tám. Cô Tám ơi, gọi tên con đi cô Tám. Kia em gọi tên tụi nó xong cái nó hỏi, ủa cô Tám đang làm gì ngoài chợ vậy? Cái em cầm miếng thịt bò lên, thịt sáng thịt bò ngon lắm. Em cầm miếng thịt bò lên nói, nè cô Tám mua thịt bò về rồi xay ra nhuyễn ra nấu cháo cho mẹ con ăn. Giờ này bệnh nặng lắm rồi, nhai cơm làm gì nổi nữa. Không biết trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, thím làm như vậy là chết tôi rồi. Trời cũng giận rồi là sao bây giờ hả chú thím? Rồi nó biết rồi tụi nó lo, tụi nghiệp tụi nó mà. Không không không, thôi không chị đâu, mẹ nó về trời ơi, về rồi. À ủa, hai đứa sao biết mẹ bệnh nặng mà về hay quá vậy? Đọc báo không? Đọc báo không? Đúng báo rồi, nè. Chứ có ai gọi điện nhắn tin gì đâu mà biết. Thôi về. Đi về. Về nghe, khỏe nghe, chơi vui nghe. Đi đường về mệt lắm không tụi con? Trời ơi mà, con Út, con đang vô mùa thi mà sao con về đây chi vậy con? Hả? Dạ, sao mẹ bị bệnh mà mẹ không nói cho tụi con biết? Có gì đâu mẹ bệnh. Bị thường thôi à, không có gì chứ. Mà bác sĩ nói gì vậy mẹ? Mẹ bệnh nặng không mẹ? Mẹ ăn uống gì chưa mẹ? Mẹ uống thuốc chưa mẹ? Mẹ ăn sao vậy mẹ? Mẹ không sao. Hai đứa con của mẹ ngoan quá à. Tụi con yên tâm đi.
Bác sĩ nói á, mẹ bị trúng mưa rồi cảm ho vài bữa là hết. Thôi à, ở đây mẹ nấu cơm cho tụi con ăn, rồi chiều á mẹ dẫn cho đi chùa. Hôm nay là lễ Vu Lan á, đi chùa với mẹ nghe. Dù con đi suốt cả cuộc đời cũng không bao giờ nghe hết những lời mẹ ru trong trái tim con. Lời mẹ ru con êm đềm như suối mắt trong lành, để con khôn lớn đắm say cuộc đời tươi sáng. Mong muốn lòng con từ bi, con thành người tài đức vẹn toàn. Giỏi. Ở đây nha, mẹ ra sao lúc trước. Nãy giờ hai cô chú đâu có về đâu, núp ở ngoài kia nghe hay quá, chịu quá luôn. Ê, khoan khoan, để vô coi mẹ nấu ăn gì đồ phụ không mẹ. Hay quá mấy. Mà ơi, hai đứa chị vô hát coi, hát khúc này nè. Mãi bên mẹ. Trời ơi, trời ơi. Bà Tư, bà xỉu trong bếp nãy giờ kìa. Tư xỉu rồi, yeah. Ôi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, Tư xỉu rồi. Ông phải lên bệnh viện nha. Mẹ con để cho cô chú lo. Hai đứa con ở nhà coi nhà đi. Mà soạn đồ nha. Cô Tám mà gọi điện thoại về một cái là gom đồ quần áo lên bệnh viện với mẹ nghe chưa. Ở nhà soạn đồ đi. Cầu trời cầu Phật cho mẹ con không có chuyện gì xảy ra. Mà cũng tại em không á. Sao tại em? Chị đã kêu em về nhiều lần rồi mà em cứ chần chừ hoài à. Chị mắc cười quá à. Bây giờ em mà không thi là mẹ còn la em nữa đó. Tại vì chị lo cho mẹ quá. Giờ sao vậy em? Sao đây chị? À, cô Tám về. Cô Tám ơi, mẹ sao cô Tám? Cô Tám ơi. Cô Tám ơi, mẹ con sao cô Tám? Cô Tám ơi. Cô Tám ơi. Cô Tám ơi, mẹ con sao rồi cô Tám? Cô Tám ơi. Cô Tám. Cô Tám. Cô Tám. Cô Tám. Chị Tư ơi. Chị Tư. Thank you.
Cần chứng kiến cho bà nữa. Biết giờ ở đây, chị ra ngoài chợ bán nốt ít đồ rồi về chị em mình ăn cơm nhé. Rồi mẹ tôi khuất xa, có
một người đàn ông qua. Họ về say chiếc cầu nối bờ sông. Nhìn chị tôi dễ thương mới đem lời cầu hôn ấy à. Chị cũng muốn lấy chồng. Thế là chị ơi rụng bông hoa gạo. Ô hay trời không nín gió cho ngày chị sinh. Ngày chị chăn chờ cho làm câu hát để người lý lời. Ngày chị sinh trời cho làm thơ vẫn vương với sợi tơ trời tình riêng bỏ chờ tình người đã đoạn. Thế là chị ơi sung bông hoa gạo. Thế là chị ơi trời ơi, Thảo ơi, ra đây coi, nước ngập lên quá trời rồi nè. Dạ, đâu đâu chị hai, cho em coi với. Vui quá chị hai ơi. Thích quá. Tạt nước nè, tạt nước nè, tạt nước nè. À, Út dám xô chị hai hả? Tạc cho Út biết nè, tạt nước nè, tạt nước nè. Chút xíu nữa là té em rồi đó chị hai. Mới có mấy ngày thôi mà nước đã lên tới chừng này rồi. Vài bữa nữa chắc nước ngập vô nhà mình quá chị hai. Trời ơi, em lo làm gì? Năm nào nước chảy vô nhà. Mình sống chung với lũ riết thì cũng quen mà. Ý chị hai, đằng kia có con búp bê dễ thương quá kìa. Chị hai vớt lên cho em chơi đi. Được rồi, để chị vớt cho. Ê à, ê à, Út, Út cầm tay chị. Chị hai ơi, chị hai ơi, cha ơi, chị hai rớt xuống nước rồi. Cái gì? Trời đất ơi, cái gì? Con mình rớt xuống nước rồi hả? Trời đất ơi, nó rớt ở đâu? Nó rớt ở đâu? Chỉ cho cha coi. Con nè. Nó rớt ở đâu? Trời ơi. Con biết bơi mà. Trời ơi, ở dưới đó luôn. Ngoan ở dưới đó luôn. Trời ơi, tình nè, lên. Tôi tức quá, tôi kiếm cái rồi tôi quánh mày được thiệt. Chết rồi. Sao vậy hả? Hả? Gan quá ha. Bữa nay mày đặt rồi chơi trò chơi té nước đồ, làm tao lo muốn chết à. Du nhập Thái Lan hả? 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 Mới mua cho hai cái áo sinh nhật đó rồi giờ nhảy xuống đó ướt hết trơn hết trọi, làm lo muốn chết hả? Đừng có ý y như là mẹ cũng có mùa lũ năm đó,
đã bỏ ba cha con mình ở lại đó, nhớ chưa? Còn con sông nước dâng tràn lên bãi bờ, anh về quê em khắp nơi như là biển khơi, chập chờn mái tranh ngôi lên giữa ngọn triều dâng, những đàn gà con bơ vơ đứng nhìn trời. Công nhận hai đứa rất là rảnh luôn á nghe. Tao làm muốn chết luôn, đứng hát quá trời. Trời đất ơi. Mới mua hai cái áo nhảy cái xuống đó rồi dơ rồi, không chịu vô thay đồ rồi bệnh. Có mình cha à, hiểu không? Đi vô đi, đi vô thay đồ đi. Thấy là trời nó chuyển mưa dữ lắm rồi kìa, đi vô. Ừ mà chuyển mưa phơi em chi điên quá. Vô. Để đi, lát rồi hết mưa rồi phơi tiếp. Hai đứa, chuẩn bị mọi thứ đi. Lũ đang kéo tới rồi, Trời ơi, bơi đi, bơi đi hai con, bơi đi. Bơi đi con, lên thuyền, cầm đi cái thuyền, cầm đi, giao, giữ chặt thuyền đi.
ơi. Cha ơi, hai con có sao không? Dạ. Mình mấy có sao không? Có chảy xước gì không? Trời ơi, mừng quá. Tìm được hai con rồi. Chắc không bao giờ bỏ hai con. Dù như thế nào cũng không bao giờ bỏ hai con đâu. Xoa vai
Chị Bầu. Ờ. Chị Bầu. Chị Lộc Bầu. Ủa em kêu chị hả? Chứ không lẽ em kêu ai? Ủa chị tưởng đâu là em kêu chị Bầu. Chị Bầu tưởng tự kêu em ấy chứ. Trời ơi thôi đi, ngày xưa em kêu chị là bà Bầu chị không chịu, nó kêu chị Bầu đi cho trẻ. Thì đúng rồi, chị lúc nào mà không trẻ như gái 18. Thôi đi, bây giờ làm bộ lơ em phải không? Có đâu, người trong nhà có mà. Thôi lo buôn bán chị đi. Ê, nha chị, nó nghe nè, hỏi cái này một cái. Ừ. Sắp diễn rồi. Đủ hết rồi. Bữa nay ca sĩ không có... ai bệnh luôn. Thấy thương quá à. Hỏi có một câu hỏi hoài luôn á. Ráng sanh nở xong đi chị cho lên sân khấu. Lúc đó nhớ hứa nha. Mai nguyên bộ đồ đẹp cho lên sân khấu lộng lẫy luôn. Nhớ nha, em mà đi hát lại là nhớ tặng bộ đồ đẹp đó nha. Đứa nào nói mà không làm bà bắn. Rồi. Dạ, bán đi nha. Bán xong rồi em chạy vô hậu trường em lên nước lo cho nước mọi nồi, người nha. Ừ. Biết rồi. Ai cốc ổi mới ghim không? Ai cốc ổi mới ghim không? Bầu ơi, Bầu ơi. À, quên nữa, à, thằng Tuấn Dũng tới chưa? Tuấn Dũng tới chưa? Em không Bầu biết, ơi. Để em vô em coi. Chết tôi rồi. Bầu. Cái gì? Hả? Trời đất ơi, tới hoài vậy cưng. Bữa nay là live show của Tuấn Dũng mà cưng tới đây rồi đâu có chỗ cho cưng hát. Nè, nói nghe nè, muốn hát cũng được nữa. Ngày mai không có live show, cứ tới đi. Chưa có nghệ sĩ tới cái tôi lót lên cho hát. Chịu không? Nha. Mà cho tôi hát đi bà Bầu. Thôi, ngày mai tới thì tôi cho hát vậy nha. Ơi, cái đã. Đủ hết rồi, ừ. Đủ hết rồi đó. Lo buôn bán rồi vô lo nước nghe chưa. Mấy đứa đâu rồi, chuẩn bị mở màn cho live show Tuấn Dũng nè. Thôi, không có gì phải buồn hết trơn á. Bà dễ thương lắm. Cứ ngày nào cũng tới xin đi. Có bữa có gì á thì bà cho một cơ hội lên hát. Không có sao hết trơn á, bà dễ thương lắm. Bữa nay em với hai đứa đệ tử tới đây tính xin bà Bầu hát. Vậy á hả? Mà bà không cho hai đứa nhỏ đứng ngoài nắng quá trời. Thôi không sao, đừng buồn chị nha. Nhìn dạ. Chị như vậy thôi, tại công việc bận bịu quá. Ngày xưa là chị cũng là ca sĩ đó chứ bộ. Dạ chị. Chị là đàn hát chính luôn á. Nói chứ chị có bầu xong rồi á, bà nói thôi kệ, có bầu thì nghỉ dưỡng sức đi. Chừng nào đẻ xong á chị cho hát lại, dễ thương lắm. Dạ. Không có gì phải buồn, không có gì phải bỏ cuộc hết trơn á em. Nếu mà em đam mê hát đúng không? Mình dạ. Chưa có cơ hội thì mình cứ tiếp tục đam mê đi, rồi mà tiếp tục mình ước mơ sau này mình sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng đi. Rồi sẽ có một ngày cơ hội đến với em một cái là bùng lên liền, hiểu không? Không có sao hết trơn á. Dạ. Thôi giờ chuẩn bị diễn rồi, chị vô chị lo nước nồi bên trong nha. Dạ. Nha, không có sao, không có buồn nghe không? Dạ. Ừ. Khi bức màn buông, danh vọng hết, người về lòng ru sách sầu thương. Người giàu cười áo lao son phân, trả lại vinh quang lầm ngầm. Con chào thầy. Con chào thầy. À, hai đứa con vô rồi hả? Dạ. Hồi nãy giờ đứng ngoài kia có nắng không nè? Dạ không. Dạ không. À, con nhớ cái bài mà thầy dạy cho hai đứa con hát không? Dạ. Cái bài đó thầy thích lắm. Hai đứa phải ráng hát cho hay vô nghe không? Bây giờ hai đứa đứng ở đây, thầy ra ngoài kia mua nước cho hai đứa uống. Nhớ tập cái bài đó cho hay cho thầy nghe chưa? Dạ. Nhớ nghe không con? Dạ. Nha, thầy đi nha, chờ chút nha. Bạn hát trước đi. Bạn hát trước đi. Thôi, bạn hát trước đi. Rồi thì mình hát nghe. Hát nữa đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trắng tô đẹp má hát nửa đi em dù buồn vui cay đắng mặn nồng hát nửa đi em mỗi bước dài nối liền tương lai rồi ngày mai ước mơ trong đời đường đi hoa nở xanh vai tuyệt vời. Trời ơi hay dữ vậy. Trời đất ơi từ nào giờ mời xô chưa bao giờ cho nó lên sân khấu hát, này nó mở miệng hát hay dữ vậy trời. Rồi nó đâu đây là hai đứa thần đồng này vậy hả? Dạ, nó đệ tử của em á chị. Trời đất ơi, hồi nãy gặp mà quên. Thì nói thiệt nghe, bây giờ cưng ngủ đi, sáng ngày mai cưng nổi tiếng liền. Dạ bà bầu. Hôm nay tự nhiên cái mặt cưng hào quang sáng chói luôn. Dạ, cảm ơn bà bầu. Trời đất ơi, với điều kiện nè. Dạ. Tối nay hát chung hai nhóc này đi, nổi tiếng liền luôn. Hát dạ chung được chị. Được không? Được, dạ được bà bầu. Rồi, vậy là tôi nhận chị, nha. Chị, ảnh là hát chung tới bốn đứa lận á chị. Đâu bốn đứa? Hai đứa này với em với con em nữa chị. Trời, kèm hát thân lắm á, em với ảnh là thân lắm á. Dẹo, xanh nở xong đi chị cho Linh hát. Thôi, dạ. Hát một câu thôi, hát một câu xíu thôi, đứng trong cánh gà hát một câu xíu thôi à. Được không? Dạ được. Được hả? Thử rồi. À. Nhưng mà mình hát vậy luôn hả? Hay là mình hát cho không khí tươi vui không? Không có được. Không trời được đất hả? Ơi, hát được đi rồi mở màn này nọ vui tươi thì tôi mới cho được chứ. Chứ buồn buồn, đừng nói tôi hát lại bài nãy à, buồn lắm tôi không chịu à. Không, em hát nhạc vui. Vui không? Nè bà bầu nghe nè, vô nè. Tao thử nha. Hát nữa đi em, lấy mình trắng tô đẹp má hồng. Hát nữa đi anh, dù buồn vui trong đời đường đi hoa nở xanh vai tuyệt vời. Hay quá, như vậy thì tất cả mọi người vô thái độ mở màn vô live show. Dẫn lên, dẫn lên. Hay quá cục cưng. Sớm dài dầu chưa con lớn thôi. Hơ 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 h
quê nhà tôi, mẹ mong con lắm. Tôi mơ nhìn dòng sông xanh, ai xuôi mái chèo cùng tôi sớm trưa. Tôi mơ từng cơn gió mát, vòng tay em ơi, người thương của tôi. Mưa nắng bao ngày quạnh hiu lo lắng, cô tiếng ru hời khuya sớm dài dầu chưa con lớn khôn. Buồn lưu luyến nỗi niềm vời.
vắng ngã lâu à. Chiều chiều trước bên vắng lâu, ai ngồi ai câu, ai sầu ai thầm, ai thương ai cảm, ai nhớ ai ở trong. Ai chiếc thuyền ai thấp thoáng bên sông, đưa câu mãi đầy chặn trời. Đi đâu đẹp dữ vậy? Đẹp hả? Ừ, tôi mặc đồ đẹp vậy để đi họ làng chứ đi đâu. Ý, tôi cũng mặc đồ đẹp nè, cho tôi đi với. Ừ, thì lẹ lên. Út Mén, có chuyện này nói cho nghe nè. Nói đi tôi nghe nè. Nghe xa xa mấy câu hát
nỗi lòng của em. Bởi vì thương mẹ thương cha nên em mang bánh té qua phà mời anh. Ai mua bánh tét nhân dừa, nhân đậu xanh, nhân thịt heo ba rọi, ăn hỏng rồi béo qua sông nước mênh mông. Nghe tiếng đồn miền Tây bánh tét ngon ghê, chợt xuyến xào lời rào tiếng hát cô tơ. Bánh tét quê thơm lừng mua qua giùm em. Nghe tiếng rào miền Tây chân chất ai thương, cô bán bà ba cái dáng thon thon, lòng cất ngây làm sao đôi má hay hay. Bánh tét quê em làm ngọt ngào lòng ai. Nét hương ba mùa đóng trong mang tình lá tươi xanh màu dịu dàng. Bánh tét quê em có nhân hương dừa chuối cao thơm lừng, nhọc nhằn nô bánh tét ngon ghê. Chờ xuyên sao lời rào tiếng hát cô tư. Bánh tét quê thơm lừng mua quà giùm em. Sao ai đồ ngọt ngào miền Tây bánh tét quê em. Vui nếm thơ bao giờ đậm đà tình quê cô tư miền Tây. Nghe tiếng rào miền Tây chân chất ai thương, cô bán hàng bà ba cái dáng thon thon, lòng ngực gầy làm sao đôi má hay hay. Bánh tét quê em là ngọt ngào lòng. Bánh tét quê thơm lừng dịu dàng bàn tay quê hương của lòng. Bánh tét quê em là ngọt ngào lời rao ai thương làm sao. Nắng hương ba mùa trắng trong ân tình lá tươi xanh màu dịu dàng. Bánh tét quê em có nhân hương dừa chuối cao thơm lừng, nhọc nhằn đầu hôm sớm sớm đầm đá bánh quê. Hãy subscribe.
Một tràng hót tay cho Như Quỳnh, Thanh Thủy và Kim An. Nhìn đi, không có gì hết. Ông ba, ông ba, hòa bình rồi. Hòa bình, hòa bình rồi hả bà? Nhìn cái, trời thì quang mây thạnh. Đây đây, qua đây coi nè, coi nè. Cây cối nó xanh tốt, không có hoang tàn như hồi xưa đâu, đúng không? Đúng không? Bây giờ mình đây nè. Trời ơi, coi kìa, xong mấy đứa nhỏ. Trời ơi, thằng Lập với thằng Trung nó nhờ kìa kìa. Cởi truồng tắm xong thấy cưng không? Thương ơi là thương, thấy chưa? Ôi. Tôi già rồi, lú lẫn. Thiệt luôn á, tôi nói ông nè. Trời ơi, coi người ta đi gặp ngoài đồng nó vui vẻ. Đừng có nằm mơ vậy nữa nha. Hòa bình rồi. Tôi nói ông nghe hòa nè. Hòa bình rồi hả? Ông là thuộc cái dạng mà tao nói hả? Tôi đi bao nhiêu năm, súng đạn bắn không chết, bị ông hù riết có ngày chết theo ông. Thiệt. Thôi cái mà. Cái gì đâu mà. À, mấy đứa nhỏ qua thăm ông á. Mấy. Ê, đâu? Mấy đứa nhỏ. Đi vô mấy đây. Nhỏ qua thăm ông bà hả? Đâu rồi? Dạ, dạ con chào ba, con chào bà ba. Qua đây. Ngồi xuống. Nó tới nãy giờ mà nó thấy ông rần rần rộ rộ trong này nó đâu có dám vô. Ngồi đi con. Ngồi đi, ngồi kế ông ba nè. Đón coi ai. Hưng. Thằng Hưng đây hả? Trời ơi. Còn con này là. À, con Quyên, con cô Quyền đúng không? Đúng rồi, con Quyên, con cô Quyền nhà ở vườn Thượng Quyển đó. Ừ. Rồi. Ê, ba. Cái gì? Leo lên cây dừa. Chặt mấy buồng dừa xuống đây cho tụi nhỏ uống. Tôi chứ đâu phải đời ơi đâu mà kêu tôi hái dừa hoài. Trời đất ơi, bây giờ tao nói nó thích thì nó cứ đi hái đi con. Cứ tự nhiên. Tại vì á, tôi thấy trong mắt tôi lúc nào bà cũng như 18, 20. Cho nên á là tôi quên. Ôi. Ơ bậy à. Mà tự nhiên đây mặc mấy bộ đồ này vậy con? Làm dạ, gì? Dạ tụi con đi tập văn nghệ. Tập văn nghệ hả? Dễ thương nha. Mặc mấy cái bộ này làm cho ông ba nhớ tới ngày xưa. Ông ba cũng còn sân sần. Ông ba cũng còn cơ bắp. Ông ba bắn lìa. Ôi mà giết ông ba bao nhiêu quân địch tới trên đời. Thôi ông ba. Cái gì? Ai tới cũng kể thiệt á. Mắc cỡ không chết luôn. Dạ tụi con biết rồi. Ê, tụi con biết chuyện ông ba hả? Dạ. Tụi nhỏ ý bà, tụi nhỏ biết chuyện của ông ba kìa. Biết thiệt hả nói? Chứ không biết mà nói làm bậy bà ông giận bỏ ăn là khổ tao. Dạ con biết thiệt mà. Biết sao ai kể mày nghe? Dạ nghe mấy người lớn kể. Người lớn kể về tôi nha. Đây người ta kể vậy nè. Kể về tôi cho. Nha bà con nha. Kể về ông ba này nha. Của bác xà lan, việc
trường. Thằng Sáu khi anh nó mượn á, cái thằng nhỏ xíu mà khôn à. Nó khen anh hoài à. Nó nói rằng anh có tài. Nó nói mới một năm nay mà anh đã bắn giết tôi hơn trăm thằng. Vì trừ quốc pháp Sài Lan, vì trừ đế quốc Sài Lan. Nó vô bắn phá nát tan xóm mình. Lan nhìn hỏi thăm sự tình à. Tôi nói có anh bà Hưng. 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 Hay. Mọi người thấy tụi nhỏ nói về tôi có đúng không ạ? Ha. Lấy lưng. Một thời oanh liệt, nay còn đâu? Giờ còn cái xác già này thôi. Bà, tụi nó kể đúng ghê bà. Ê. Chuyện gì vậy? Ô. Sao vậy? Ý, ủa sao giận? Ý, ủa, Ý, Ư. Ông biết rồi, bà tuổi thân, tại tụi bay nghe mọi người nói tốt về ông quá. Mà bà của bay ngày xưa cũng lừng lẫy, cũng dữ dội lắm chứ bộ. À, con biết rồi, biết bà hả? Ba đừng buồn nữa nha. Buồn gì? Hồi xưa mình cũng dữ lắm đó. Mà mày nhớ gì trơn á? Dạ, dạ tụi con nhớ, tụi con biết à. Nhớ gì, biết gì? Dạ, năm ấy bà ba vừa tròn 18 tuổi. Tụi nhỏ nó nhớ đó nha. Tuổi em vừa tròn đôi mươi 18, em cài mái tóc con gàm đi từng bước dưng dàng. Trẻ trung đôi mắt em mở to trong nhắm hàng mi xanh thắm. Còn con lưng em áo bà ba, dài em căng lên chứ thằng da. Nào ai có ngờ chi từ tay đại trang ai thắt là. Trong hơi mùa giang em sang loại xuống em sang trời. Băng 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 đúng. A xe tăng chơi ngay trên hè phố. Chào bà con nha. Ở đông vui quá hả? Hôm nay tôi tới đây tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện của làng Vũ Đại. Câu chuyện là vậy nè. Dù trẻ lên nghe đi khắp nơi, lang thang cười hát ca với đời anh. Chí phèo á, anh chí phèo. Em đây chẳng đến Nam An Kiệt, chẳng được dịu dàng lại kiếm duyên. Và người rời đây vẫn chưa chồng em. Trăng lên cao vời vèo thơm hơi men say rồi nhìn thấy ai đang thênh thang dáng ngồi. Oh, oh, oh. Trăng bông say hương men tình nàng chót quên thân quên mình một phút thăng hoa cho đời lung linh.
trăng lên cao vời phèo thơm hơi men say rồi nhìn thấy ai đang thênh thang dáng ngồi hầu trăng bỗng say hương men tình nàng chót quên thân quên mình một phút thăng hoa cho đời lung linh. Ôi gái à, mai chúng ta đã say để duyên trọn đời năm mới chuyện của trời người ơi. Một người yêu tốt theo sao duyên trời vẫn chưa gieo phải chăng anh quá bèo phải chăng anh không bằng chi bèo. Một hô tay cho Quốc Hưng và Gia Huyên.